Thuốc lá điện tử chứa nhiều chất độc hại, gây nghiện, gây bệnh tật, thậm chí có thể tử vong. Các hợp chất chứa trong thuốc lá điện tử có nguy cơ cao gây ung thư. Ngoài ra, chúng có thể gây tổn thương phổi cấp tính như viêm phổi, tắc nghẽn phế quản. Thuốc lá điện tử có thể gây nhiều nguy hại cho sức khỏe tim mạch, tăng nguy cơ xơ vữa động mạch, huyết khối, nhồi máu cơ tim. Nicotine trong thuốc lá điện tử làm giảm lưu lượng máu, gây ra nguy cơ đau thắt ngực, suy tim hay đột quỵ. Nicotine gây suy giảm miễn dịch, giảm sức đề kháng. Chúng còn gây hại cho sự phát triển của não bộ ở trẻ em, gây suy giảm trí nhớ. Nicotine là chất gây nghiện, người sử dụng nó bắt buộc phải dùng tiếp, nếu không sẽ vật vã, khó chịu, không dứt ra được. Thuốc lá điện tử có thể gây chấn thương nghiêm trọng do nổ pin. Những tác hại của thuốc lá điện tử đã rõ, nhưng việc mua thuốc lá điện tử và sử dụng thuốc lá điện tử vẫn dễ dàng, chưa có chế tài rõ ràng cho việc bán và sử dụng thuốc lá điện tử. Bệnh nhân này được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện tuyến trước nhưng không đỡ, sau đó được chuyển đến trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai. Xét nghiệm mẫu thuốc lá điện tử bệnh nhân mang đến phát hiện chất ma túy cần sa tổng hợp là ADB butinaca. Sau khi được điều trị tích cực, tình trạng của bệnh nhân đã được cải thiện. Tuy nhiên, đến nay não vẫn tổn thương, suy thận cấp. Sức khỏe của mình bây giờ chỉ chẳng khác gì ông cụ nữa rồi. Bây giờ mình thấy đau đầu. Bây giờ hôm nay các bác sĩ sang được đến đây, các bác sĩ xử lý cho còn đỡ. Trước còn mình còn cái bụng của mình còn căng như một cái trống sắp vỡ, ấn vào là vỡ, uống một thìa nước vào cũng muốn nôn. Ngày nào trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai cũng có bệnh nhân ngộ độc thuốc lá điện tử điều trị. Trong đó nhiều trường hợp là học sinh, thanh thiếu niên phải cấp cứu do ngộ độc chất ma túy trong thuốc lá điện tử. Các ca vào viện với biểu hiện co giật, kích thích, vật vã, ảo giác, loạn thần, hôn mê, tổn thương não và nhiều cơ quan khác, để lại di chứng nặng nề với sức khỏe. Bác sĩ thông báo mà bị ngất thì gia đình cứ nghĩ là cháu bị làm sao thôi, không nghĩ là cháu bị như này, sự là rất là choáng. Hiện nay, phần lớn người dân quan niệm thuốc lá điện tử rất đơn giản, không có nicotine gây nghiện. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, hàm lượng nicotine trong thuốc lá điện tử còn cao gấp rất nhiều lần so với thuốc lá truyền thống. Đây là hóa chất rất độc, trước đây được sử dụng trong thuốc trừ sâu và thuốc bảo vệ thực vật. Nhưng do độc tính cao nên đã bị cấm tại nhiều quốc gia và Việt Nam cũng đã cấm sử dụng. Nicotine là gây nghiện đối với trẻ em, và với trẻ em khi mà cái hệ thần kinh của các em còn yếu thì nicotine ảnh hưởng rất là nhiều, dễ gây nghiện cho các em. Nó có rất nhiều những cái chất độc gây hại cho các em. Ngoài ra thì nó có cái nguyên nhân tác hại gây ra những cái bệnh mãn tính, bệnh cấp tính, chẳng hạn những cái bệnh phổi bởi cấp tính, và hoặc là những cái nguyên nhân gây cháy nổ, bởi vì nó là thiết bị điện tử và nó sẽ dễ gây cháy nổ. Và một cái điểm nữa là khi mà các em sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng xong thì có xu hướng có là sử dụng thêm đồng thời cả thuốc lá, thì tức là dẫn các em vào cái con đường là sử dụng thuốc lá sớm hơn. Nó tác động vào cái hệ thống thần kinh, gây ra cho người ta những cái ảo giác, người ta mất cái khả năng nhận thức về cái không gian và thời gian, gây ra cái ảo giác cho người sử dụng và tác động đến cái hệ thống thần kinh trung ương rất là mạnh trong cái giới học sinh sinh viên. Các đối tượng hòa cái ma túy cần sa tổng hợp vào trong này để làm gì, để mục đích để mang lại cái tác dụng của cái cần sa tổng hợp cho cái đối tượng người sử dụng. Các chuyên gia khẳng định thuốc lá điện tử còn nguy hại hơn cả thuốc lá điếu thông thường và cả ma túy. Hiện nay, nhiều nước trên thế giới đã cấm thuốc lá điện tử. Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến cáo nên duy trì và tăng cường các quy định luật pháp hiện tại về cấm nhập khẩu và bán để ngăn ngừa sự gia tăng nhanh chóng của tỷ lệ sử dụng trong giới trẻ. Đồng thời, tăng cường thực thi quy định chống buôn lậu, quảng cáo và bán các sản phẩm này. Vì thế, việc cấm sản xuất, cấm lưu hành thuốc lá điện tử tại Việt Nam càng sớm là điều cần thiết. Thưa quý vị, mấy năm trở lại đây, thuốc lá điện tử và cái trào lưu hút thuốc lá thế hệ mới đang phát triển rất mạnh tại Việt Nam, thu hút nhiều thanh thiếu niên sử dụng cái loại thuốc lá này.
Nhiều người thì cho rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá thế hệ mới thì vô hại đối với sức khỏe của con người. Tuy nhiên rằng nhiều chuyên gia đã đưa ra những khuyến cáo cụ thể về tác hại của loại thuốc lá này. Và ngày hôm nay thì chúng tôi có cùng trò chuyện với tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc trung tâm phòng chống độc bệnh viện Bạch Mai để chia sẻ và nói rõ hơn về tác hại của thuốc lá thế hệ mới cũng như thuốc lá điện tử. Vâng, xin chào bác sĩ ạ. Xin bác sĩ cho biết cái tác hại khủng khiếp của thuốc lá thế hệ mới, trong đó có thuốc lá điện tử ạ. Thứ nhất là nicotine. Nicotine bên trong thì là đặc biệt trong thuốc lá điện tử thì nicotine thì còn nhiều hơn rất nhiều lần so với thuốc lá thông thường, và những cái dạng dùng dạng được sản xuất công nghiệp, hóa chất công nghiệp nó êm dịu và nó không gây khó chịu, rất dễ dàng hít với số lượng lớn, và kể cả người mới đầu sử dụng cũng rất dễ bị ngộ độc và sớm nhanh chóng có thể bị nghiện. Có thể nói hiện nay là các thuốc lá mới này nó rất là đa dạng. Đấy. Và đầu tiên chúng ta hiểu là thuốc lá, các sản phẩm thuốc lá mới hiện nay thì cũng về cơ bản là cái dạng cung cấp nicotine qua đường hô hấp, có thể kiểu gì cũng là hít, cũng có thể là lạng hút. Nhiều người là nghĩ nhất thiết phải là dạng điếu, đấy, nhưng không nhất thiết là như vậy. Đấy, có thể nó là có khi giống như cái bút, giống như bút viết của trẻ em, giống như thỏi son, giống như là con búp bê, cũng giống như là cái hộp sữa. Đấy, đấy, có thể giống như ống, thậm chí giống như thông mũi chữa cảm cúm. Đấy, thậm chí cũng không phải là cái dạng đưa lên miệng lên mũi để hít, mà có thể là những cái dạng miếng, những cái miếng dán, những cái nang, những cái mảnh nhất nhỏ đặt vào miệng, bên trong miệng, nó cũng là một cái dạng thuốc lá mới. Nói chung hiện nay là tất cả cái dạng mà đưa vào tiếp xúc với cơ thể chúng ta mà để gì giải trí thôi, đấy, chúng ta đã phải cảnh giác rồi, phải coi chừng. Đó, nếu không phải là thuốc lá mới thì cũng là một loại ma túy nào đó. Với những tác hại của thuốc lá điện tử đã rất là rõ nét, cũng như thuốc lá thế hệ mới, thì vai trò của gia đình, của xã hội cũng như các cơ quan chức năng làm thế nào để có thể giảm thiểu những cái tác hại của thuốc lá điện tử đối với xã hội ạ? Hiện nay thì chúng ta phải làm rất nhiều việc. Thứ nhất là nhỏ nhất từ ngay từ gia đình, từ bất kể một hộ gia đình nào, chúng ta cũng phải để ý với tất cả các thành viên khác trong gia đình, đặc biệt là thế hệ trẻ chúng ta. Và chúng ta luôn luôn phải nhắc trước, dặn trước và để ý và quán triệt ngay từ đầu, thì để nếu các cháu nhà ta có tiếp xúc thì biết có điểm dừng ngay, mà nếu xảy ra thì chúng ta phải tinh ý và quyết tâm và nhẹ nhàng, đồng thời phải quyết liệt giải quyết. Quan trọng hơn là đối với các cơ quan chức năng và cái hệ thống chúng ta thì phải có cái nhiệm vụ và có cái hiệu quả tác động, nó có tính chất quyết định ở đây, đó là phải nhanh chóng là ngăn cấm sản xuất lưu hành các loại thuốc lá mới ở Việt Nam. Chỉ nếu không thì rất là nguy hiểm, và chỉ có chỉ biện pháp duy nhất đó là cấm thì mới có thể giúp ngăn chặn cái hậu quả của các loại thuốc lá mới hiện nay. Hiện nay chúng ta phải hành động thì thực sự là cũng tương đối muộn, bởi vì thuốc lá mới đã xâm nhập một thời gian rồi và đã nhiều người sử dụng, và nó đang nguy cơ đang tạo ra thành một sự đã rồi. Và một sự đã rồi nếu đã xảy ra giống như với thuốc lá thông thường thì sẽ cực kỳ khủng khiếp. Vâng, thưa bác sĩ, có nên hạn chế hay là cấm triệt để thuốc lá điện tử lưu hành cũng như sử dụng tại Việt Nam ạ? Hiện nay chúng ta vẫn chưa cấm được, và con người vẫn đang phụ thuộc, đang nghiện nó và để lại một loạt các hậu quả. Tôi biết rất rõ hoàn toàn có hại, nhưng mà vẫn đang đấu tranh và chưa ngăn chặn được, chưa dừng lại được. Và vậy thì nó là một sự đã rồi, lịch sử để lại. Và hiện nay thuốc lá mới hiện nay nó đã ra đời, cũng đã nhiều năm, và nó nhanh chóng lan rộng, và theo tôi cũng đã dần tạo thành một sự đã rồi. Tuy nhiên hiện nay là rất may mắn, chúng ta đang có xu hướng tiến lên và để ngăn chặn nó, và nếu không thì thực sự rất là nguy hiểm. Vâng, cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ hữu ích vừa rồi ạ. Chương trình Sống Khỏe xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau ạ.